Anh em ạ, cũng lâu lắm rồi hôm nay mình mới đi ra ngoài cái đảo này. Ngoài này cũng khá nhiều chòe anh em ạ. Sẽ đi vào đây tìm anh em nhé. Tìm thổ chòe khu này. Trong này thì có rất nhiều các loại chim. Như khuyên này, bìm bịp này, chòe than này. Màu đặc điểm ở đây thì không có màu rồi. Màu ở đây thì không có màu anh em ạ. Nó chỉ đi kiếm ăn ra đây thôi. Tìm chòe ngoài này thì nên tìm những cái chỗ mà ống ở những cái hốc cây bị chết khô. Anh em ạ, trong này nhiều, rất là nhiều cái quả giấy anh em nhé. Đây, cái quả giấy chín kìa. Anh em thấy không? Quả giấy này nó mọc ở cái thung lũng này. Chỗ này thì chằm màu không có, nhưng khuyên xuống ăn, có chằm bò bông sẽ xuống ăn những quả giấy kia. Những quả giấy kia thì khuyên vẫn ăn bình thường. Hôm nay trời nhiệt độ hơi cao anh em ạ. 40 độ cơ. Thời tiết hôm nay nó 40 độ C. Hơi nóng. Chủ yếu là mình đi ngé rồi xem có những tổ chim gì mình quay. Và hai nữa đi xuống những chỗ này thì dễ va rắn này. Kiếm con rắn về thịt anh em ạ. Ô, anh em sợ rắn không? Nói chung là vẫn sợ, nhưng mà rắn thì ai cũng sợ thôi. Nhưng mà dòng rắn hổ trâu với cả dòng hổ ngựa thì nó không độc thì bắt được. Mấy cái hai nữa mình có đi vào đây để tìm nhé. Có ấy, chuyện tan hót anh em nghe thấy không? Kìa. Úi, cả bìm bìm kìa anh em kìa. Ui, chuyện tan nghe đây, chuyện tan bánh tẻ anh em ơi. Có chuyện tan bánh tẻ ra tổ rồi. Đây để em đi tiến nhá. Chuyện tan bánh tẻ ra tổ vừa bậu đây này, nó vừa bay lên trên này này. Đồ bay trên này mà. Đâu có nhỉ? Chuối than bánh tẻ anh em ạ, có cả chuối than già vừa bay đằng kia rồi. Còn chuối than bánh tẻ nó bậu cành rồi bay lên. Kiểu hốc cây kìa. Kiểu hốc kìa nhưng không cho phải. Đây có cái cây xoan nó bị thối lõi anh em ạ. Có một hốc này em nghĩ là nhìn trông như tổ chòe, không biết có không. Có gì không anh em? Không có gì thì phải. Không có gì anh em ạ. Trong này thì như rừng anh em, nhưng mà không thấy có tổ chòe nào. Có khả năng mình sẽ sang thử bãi chuối bên kia xem có không anh em nhé. Rậm rạp lắm. Phải có cái que này. Đi để xua, nhưng mà có rắn hổ mang nữa. Đằng trước nó phơi nắng mà chạy mất. Không, nó đập cho phát hiện. Nhẹm ạ. Anh em ạ,
Có những cây đu đủ như này dễ có lắm, anh em nên ngé nhá. Cái cây đu đủ khô này, cây này thì không có rồi. Và đu đủ khá đẹp ạ. Không có cái tổ nào. Đây này. Ơ đây. Phải nghĩa không phải. Tưởng có gác chim anh em ạ. Không phải. Đây có gì ạ? Đây không có. Anh em ạ. Đây còn một giống cau mọi năm là có tổ chim ở đây anh em này. Nó ngay cạnh đường luôn. Ấy có trẻ rít. Có trẻ rít anh em ơi. Không biết có gì không. Có khả năng không nhìn thấy gì sâu lắm. Năm ngoái là không thò tay được vào thì em đưa ông anh lên lấy, ông anh bóc ra này, vỡ cái này. Năm nay không biết có làm không.